Xã Đồng Than là một xã thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Nơi đây vốn được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Nhân dân Đồng Than có lòng yêu nước nồng nàn, cần cù sáng tạo trong lao động, có lối sống giản dị, đoàn kết, thủy chung son sắt. Truyền thống quý báu đó được gìn giữ, bồi đắp và phát huy sức mạnh qua các thời kỳ lịch sử. Trong suốt chặng đường gian khổ ấy, dòng họ Phạm ở làng Bắc Kênh Cầu đã luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, góp công, góp sức cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và kiến thiết đất nước. Trải qua hàng trăm năm gây dựng và phát triển, các thế hệ con cháu dòng họ Phạm ở làng Bắc Kênh Cầu vẫn duy trì nền nếp gia phong, vận động con cháu thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt quy ước địa phương, phát động phong trào khuyến học dòng họ, bảo tồn tôn tạo từ đường dòng họ, tổ chức lễ mừng thọ. Trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam, đạo lý uống nước nhớ nguồn luôn luôn được đề cao. Dỗ họ là một trong những phong tục tốt đẹp của người Việt, thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn với cội nguồn các bậc tổ tiên đã sinh thành ra mình. Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọt, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ, ân sâu rõ ràng. Hôm nay nhân tiết ngày lành, cháu con hiến lễ tâm thành dâng lên. Thật vui mừng, phấn khởi và xúc động. Ngày dỗ họ Phạm làng Bắc Kinh Cầu năm nay có đầy đủ các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các anh chị em là trai, là gái, là dâu, là rể, là cháu chắt của Phạm tộc dù ở muôn nơi đã về tụ hội dự lễ dỗ tổ. Con cháu họ Phạm kính cẩn dâng lên tiên tổ hương thơm, quả ngọt, ngọc thực để tỏ lòng thành kính và tri ân sâu sắc với ân đức sâu dày của các bậc tiền nhân. Nguyện cầu tổ tiên, ông bà, nơi chốn cửu tuyền luôn được thanh thản, chứng trì cho tấm lòng thành kính của cháu con họ Phạm. Đứng trước ngôi tổ đường vững chãi đẹp khang trang, lư hương thơm tỏa lòng hiếu kính, hòa chung với không khí của ngày hội non sông đất nước, toàn thể dân tộc cùng hướng về nguồn cội với tấm lòng hiếu kính, uống nước nhớ nguồn, tri ân tiên tổ. Một điều đặc biệt trong ngày dỗ họ Phạm năm nay được sự hỗ trợ của Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh huyện, sự tài trợ của gia đình ông Phạm Xuân Triều cùng sự đồng lòng của các thành viên trong dòng họ. Bức phả đồ và cuốn sách gia phả đã được hoàn thành. Gia phả là nơi để lưu giữ lại những thông tin thành viên của dòng tộc. Đây được coi là gốc rễ, là cội nguồn và cũng chính là cơ sở để tiếp nối, tưởng nhớ, là điểm tựa tinh thần cho thế hệ con cháu ở hiện tại và tương lai. Đến hôm nay, trong lễ dỗ tổ linh thiêng này, dòng họ Phạm chính thức đón nhận gia phả được in cổ lớn trên chất liệu quý để treo dựng bên trong từ đường Phạm tộc. Cũng giống như ngày dỗ họ mọi năm, dòng họ Phạm làng Bắc Kinh Cầu tổ chức mừng thọ cho các cụ cao niên trong dòng họ. Đây là một hoạt động thường niên, là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần, tô thắm truyền thống đạo lý nhân văn của dân tộc, thể hiện tấm lòng hiếu thảo của con cháu với các bậc cao niên. Kính chúc các cụ luôn là những cây cao bóng cả, tỏa bóng mát thương yêu cho con cháu nương nhờ, dìu dắt chúng con trên con đường xây dựng sự nghiệp và làm tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Từ xa xưa, cha ông ta đã dạy: nhân bất học, bất tri lý. Người không học, không hiểu biết, nhận thức rõ lợi ích và sự cần thiết của việc học. Học để biết làm người, để lập thân, lập nghiệp, xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Vì vậy, từ lâu, dòng họ Phạm đã khuyến khích và có nhiều hình thức giúp đỡ động viên con cháu học hành. Cứ mỗi mùa dỗ tổ cũng là dịp để toàn thể dòng họ tổng kết và báo cáo lên tổ tiên thành tích học tập của các cháu, khen thưởng, khuyến khích và động viên các cháu tiếp tục cố gắng phấn đấu học hành. Sống có nguồn cây cây.
Có thể khẳng định những nét đẹp văn hóa truyền thống dòng họ Phạm làng Bắc Kinh Cầu đã trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, gắn kết tình làng nghĩa xóm, tạo sự gắn bó mật thiết trong mối quan hệ gia đình dòng họ làng xã. Trải qua bao thế hệ, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hôm nay, những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp của dòng họ Phạm vẫn luôn được các con cháu gìn giữ phát huy, góp phần bồi đắp các giá trị truyền thống quý báu của quê hương.